Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tại cuộc họp ngày 28 tháng 3 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Tại Ban Bí thư, ông Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức kỳ họp 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Theo đó, căn cứ quyết định khởi tố của bị can ngày 22 tháng 2 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đảng viên chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đàng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Theo khoản 9 điều 2 quy định 69 QĐ-TW năm 2022, ban hành ngày 6 tháng 7 năm 2022 quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên như sau. Đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị truy nã, bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì khai trừ ra khỏi đảng. Nếu hình phạt nhẹ hơn cải tạo không giam giữ thì tùy nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để thi hành kỷ luật đảng tương xứng. Nếu làm thất thoát tài chính, tài sản của đảng, nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi thường. Như vậy, ông Đỗ Hữu Ca là đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng với hình thức là khai trừ đảng vì đã vi phạm pháp luật với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca quê Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, từng là phó trưởng phòng rồi trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hải Phòng. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 6 năm 2010, ông là đại tá, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013, ông Ca là giám đốc công an Hải Phòng. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là thiếu tướng. Như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, mở rộng vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tối 18 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an thực hiện lệnh tạm giữ hình sự và khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đàng Lâm, quận Hải An. Ngày 22 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 3, Trung tướng Toan Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 của Bộ luật hình sự. Trong quá trình bị xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng mà doanh nhân đã đưa cho cơ quan điều tra. Ông Toan Xô thông tin. Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều TKV. Căn cứ kết quả điều tra ngày 28 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của công ty nhiệt điện Đông Triều, cơ quan chức năng làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đức, 52 tuổi, quê xã Đại Bản, huyện An Dương, thường trú tại phường Đàng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, trụ sở tại số 16 tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. Đức điều hành 10 công ty có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đức cùng đồng bọn thực hiện lên đến con số rất lớn. Biết không thoát khỏi lưới pháp luật,
Đức sử dụng mối quan hệ để chạy án. Cụ thể là cậy nhờ gia đình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Đức đã chuyển cho vợ chồng tướng Ca hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên vụ việc không thành. Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2 năm 2023, khi đang trên đường trở về nhà tại tổ dân phố số 3, đường Lũng Đông, phường Đàn An, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Một người dân được mời tham gia chứng kiến và ký vào các biên bản liên quan đến việc bắt giữ Đức cho biết, Trương Xuân Đức về địa phương mua đất, xây nhà và sinh sống tại đây cho đến khi bị bắt gần 20 năm. Người này khá thoáng tính, mỗi khi tổ dân phố có hoạt động gì, Đức rất hào phóng và tích cực tham gia. Tuy nhiên khi có tí men, Đức phóng xe bạt mạng và ăn nói bổ bả khó nghe. Đặc biệt, Đức còn có sở thích đốt pháo vào đêm giao thừa, nên cứ đến đêm giao thừa, công an phường Đặng Hải phải cử cảnh sát khu vực để chốt trước nhà Đức. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, báo chí đề nghị Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm thông tin về vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng bị khởi tố tạm giam để điều tra về hành vi chạy án. Trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết, qua các chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ các yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Do vậy, cơ quan điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố ông Ca với tội danh nêu trên và viện kiểm sát cung cấp cũng đã phê chuẩn quyết định này. Trong quá trình bị xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra và ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến các cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại số tiền doanh nhân đưa cho ông cho cơ quan công an là 35 tỷ đồng. Theo điều tra, doanh nghiệp liên quan vụ án đã trốn thuế và mua bán hóa đơn liên quan nhiều mặt hàng. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca quen biết doanh nghiệp này từ lâu khi còn làm giám đốc công an Hải Phòng. Ông ấy nhận tiền người ta để chạy án nhưng thật ra không chạy ai. Ông nộp tiền lại rồi nên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin từ một nguồn giấu tên cho hay. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Chiều ngày 18 tháng 2, công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng với Bộ Công an và công an Hải Phòng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đỗ Hữu Ca. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại lô 18, đường Lê Hồng Phong, phường Đàng Lâm, quận Hải An cùng thành phố Hải Phòng. Việc khám xét tại nơi ở lô 1, đường Lê Hồng Phong được tiến hành kéo dài đến khoảng 1 giờ sáng ngày 19 tháng 2 và lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.